Chào anh em nhé, ở đây mình vừa mới vào một trận thì có khá nhiều anh em yêu cầu mình chơi một trận hạ trên cái con Hanwha K5 xem nó có quá lít không hay là chơi xem nó có ổn định, có ngon không. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi một trận hạ, không cắt ghép, không chỉnh sửa gì cả, chơi để đi nguyên cho anh em cùng xem để độ vượt này nó có lỗi gì hay không anh em nhé. Đó, ở đây mình đang sử dụng cái hệ điều hành iOS, máy của mình là iPad E3 chạy hệ điều hành iOS 13.3 iOS 13.3. Đấy thì anh em iOS 13.4 đổ xuống mới chơi được các phụ kiện hiện tại bây giờ anh em nhé. Mình còn bàn phím chuột đấy, còn những cái phụ kiện cao hơn thì có thể là sẽ không chơi được anh em nha. Rồi, và được của nó đấy, con gái anh em ạ. Được đấy. Anh em thích mình để giọng này bạn hay là để giọng Phương Y Tá để vào chôn các bạn? Hay là mình để bật cái giọng Phương Y Tá lên mình chôn nhá. À, anh em xem có vui vui không em nhá. Mà thôi. Cái con gà nói chuyện hay phết đấy nhở, được của nó đấy nhở. Bạn nhảy đâu không được? Nhảy đâu vậy? Bạn nhảy đâu không được bạn ơi? Bạn đi đâu mình đi đấy. Thiệt không? Thiệt, thiệt luôn, hứa luôn. Bạn số 3, số 4 đúng không? Được, bạn đi đâu mình đi đấy. Mình sẽ làm y tá cho bạn nhá. Được có bốc phép. Yên tâm, có mình rồi. Mẹ là vào bắt cho tuyết đít. Chơi luôn. Chơi luôn. Kinh nhá. Nếu không được cấp 1 là hơi căng rồi đấy. Đúng rồi. Ở đây có vẻ không có ai nè. Sao? Nãy giờ tôi chưa giờ chơi mà chưa được cái top 1 nào. Thế á, buồn thế nhá. Thôi thì trận này có mình rồi, mình làm y tá nhá. Chưa. Gặp cách chưa. Gặp cách nhưng chơi Dubai. Đây rồi, là chơi Dubai thì tận hack à. Giờ gặp đội đồng đội xịn là top 1 ngay. Quen cứ đâu. Ăn cứt cầu mày luôn. Ăn cứt cầu đi cái này một tuổi rồi. I need a weapon. Mày bắn đi, mày đéo chịu đi cùng team thế này nhỉ? Mỗi người một cái. Tớ hiểu là cái danh thấp thấp này chơi game kiểu gì đấy anh em ạ. Ngay chỗ này kiếm được hai cái của Lee Gun. Ui ngon thế. Mà không biết giờ kiếm được không chờ. Không có. Chưa có Lee Gun. Đây không biết con trai con gái ấy nhỉ? Mẹ nghe giọng cũng chỉ con vậy đấy á, anh em ạ. Nghèo giọng giống chỉ gái lắm. Ui hết hồn. Gì đấy bạn ơi? Sao mà hết hồn? Sao đấy bạn ơi? Xem gớp. Có người à bạn? Em xem gớp xuống dưới đấy. À. Các bạn bên khu quân sự có ai không? No. Không có ai, ok bạn ơi. Phải cân nở. Ai? Hay quá bạn số 4 ơi. Chơi đây rồi. Hay quá. Như cái này là boss hay gì á? Đâu? Không phải boss đâu, người đấy bạn ơi. Đưa AK đây. Hay M762. Cái lắc lắc là hết vui rồi nè. Em thấy em lắc lắc sao quá anh ơi. Có người à bạn? Nó nhảy quá sống lên đúng. Có người này. Đâu à? Một viên. Đi tận bên khu quân sự các bạn ơi. Kiếm đồ nhanh rồi sang bên đấy đây. Bạn số 4 ơi. Thôi quanh đây kiếm cha bắn đỡ buồn. Đi sang bên đấy đi. Không có đồng đội chết mất cô. Không lấy số 1 đâu.
Ôi, sao có cái gì này? Ui, có màu đỏ ta. Bây giờ ui, cái sao? Ừ, được. Còn đây bạn ơi. Ui trời ơi, giàu thế. Chuẩn cái mà 24 luôn. 6 cái mà. Kiếm cái cam. Anh ơi. Bạn Khôi gọi lại mình à? Ừ. Cây ca với cây M24 cây nào mạnh hơn nhờ? Ừ, hai cái như nhau nhưng mà M24 à khởi mới khởi M24 bắn nó ngon hơn. Đồ mạnh nó như nhau thôi, M24 ngon hơn. Đi đi sang bên kia bạn ơi. Chờ tí, qua đây lượm tí đồ. Chưa đủ đồ à? Đồ thì đủ rồi. Đấy, chỉ đi đây. Qua cái chỗ nha. Cái chỗ giống kim tự tháp qua đây giải mã câu đố kiếm đồ chơi thôi. Ok bạn ơi, để mình kiểm xe ra đón nhá. Ờ. Có ca luôn nè. Thấy nhờ. Ngon thế nhờ. À, hên thế. Bạn hên quá. Mấy sao lắc lắc sao trời. Thế là ơi. Solo thôi. Ôi ơi. Em có biết gì sao? Không được gì trời. Tao lại mày. Thoát mà. Tao bốn mày này cắm một bọc. Súng sau gan thì nó thay đạn đi. Cái gì? Súng này á? Ờ. Súng này chưa mà. Cái này. Sao thế bạn? Giải qua được. Số 1 giải phụ thôi. Mình không biết giải hả? Giải hoài được. Giải hoài nó không xong. Đứng lúc đồ chó ngon. Úi xời ơi. Dừng chơi đây rồi. Chả hiểu gì bạn ơi. Chả hiểu cái gì ạ. Chắc lại này ba cái nữa. Chịu luôn á. Ui. Mình chưa bao giờ giải cái này ấy. Không biết giải cái nào luôn á. Bạn giải đi. Bây giờ giải cái này là... rồi, được rồi. À được rồi, ok, ngon đấy. Ngon đấy. Ui, chả có gì. Chắc không gì nữa. Đi đây bạn ơi. Cái hồi máu. Đi đây, 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 xe đây bạn ơi. Đi sang cho mấy bạn kia đây. Chờ tí. Ủa, nãy thấy còn đạn xanh luôn. Đạn xanh đầy rồi. Còn đấy không, mình cho. Ui, team mình sang bên này rồi. Còn dư 258 team nữa. Ok bạn ơi, đấy team mình sang đây rồi. Bạn nào điều mình đi. Mình không biết nào. Ok bạn ơi. Let go. Phải. Đi mẹ định lên lấy. Đó đi như được nhanh thế. Lấy gì đấy. Ui giật lát quá. Một pha lát không hơi nhẹ. Đẩy đi mà làm người chứ.
Đây thật trẻ con anh em ạ. Bạn vui vẻ thôi anh em nhá. Mình tưởng gái nó trẻ con, vẽ một pha tưởng vở cũng hề nhẹ. Thôi, bật mic đây nền tí thôi, tí bật mic lại. Và anh ta chất kỹ nhá, không có mẹ nó cam cầu bắn nó to đầu anh em ơi. Con trẻ con này bắn nó ham hút đồ nhỉ. Mình lúc vừa vừa gái tế đi kiếm người chơi luôn. Có vẻ như thế là không có ai. Chưa thấy có ai anh em ạ. Mình giết được có một con boss à. Người ngợm nó chạy đi đâu hết rồi. À đây đây có người này. Ui vô dân chơi đâu đây đây. Lát thật sự. Mark the location. Enemies ahead. Em mất rồi. Cút rồi, ông ấy cút rồi, đi gọi hội rồi. Gọi hội rồi anh em ạ. Thôi, lên xe tế kiếm người đi, còn gì nữa. Đây nằm mẹ gì đâu. Đây nằm mẹ gì đâu. Đi nào. Được chân thì sao không? Sao mình nghe nhầm ta? Vừa nghe thấy tiếng bụp một phát mà đúng con lại đây này. Xịt anh em ạ. Tí chưa chết. Rõ ràng mà nghe thấy một tiếng bụp vậy không biết ai. Tưởng không phải có người cơ. Thôi chắc đấy là con bốt thôi anh em ạ. Ui dược của nó đấy. Mẹ cái thằng số 4 này. Đấy. Lắm thế nhở? Trời, viên đạn mùa bây giờ rồi này. Hai hơi lát một tí. Không cảm. À thằng này lái xe à? À mình cứ tưởng là ấy. Là không phải là lái xe chứ. Không phải là lái xe mà ngồi chửi đồng đội. Trời, viên đạn mồm luôn. Ông số 4 này. Ơ, mày ông thần kia tương nhảy xuống kia. Ê ê ê. Mark the location. Trời tay điên. Ôi chúa, cứ chung chị ấy. Không, bấm nhầm nhảy xuống căn chết rồi. Mày cứ tình mày mấy ông này tấu hài mới đi nhá. Cho túi thoải máu nè. Rồi, có rồi, có rồi. Ờ, nếu phải nhảy như là bắn kiểu đồng đội đó. Kiểu như là bắn kiểu gà gà nhưng mà bắn kiểu rất là kiểu tình cảm của đội anh em. Ông số 4 với ông số 3 này. Có xe em kiểu. À có xe này. Ôi rồi. Ai lái ơi. Ui vào đấy có đứa vậy. Nếu được ăn mạng này em ạ. Để qua bến. Chết chưa. Rồi nó có ai đứa không. Thank you. Dù tấm tiếp cho nhảy nhanh nhưng mà. Đâu đây? Nia rồi. Để biết team nào đến. Mấy thằng mất dậy. Ngoài đâu? Có ốp không? Đâu ra ốp tầm này bạn ơi. Hai thách kia này bắn gà với đá. Cảm giác di chuyển nó là thế gà rồi ấy. Cái chém này không có ốp. Ừ.
Thằng này chết đây à? Xác của nó đâu rồi nhờ? Đây. Chưa có đèo lên đấy. Cút gì đâu, này. Marked an enemy's death crate. Quay vô. Qua về đâu đây? Xe sắp hết phòng rồi. Còn tí máu thôi. Đi đi bạn số 4 ơi. Làm nó nước nữa nhỉ, mình đầy nước mà. Mấy ông nào bắn ca chả thích cả mình. Ca M24 nhỉ. M24 anh em ạ, không phải ca. Ca tiếng nó kêu cũng đanh như thế này. Ca tiếng nó gộp hơn. Xong luôn chứ chạy. Này cậu cái biến thái em ạ. Là cầu bên kia xe bo này khả năng là cầu bên kia quân sự đấy chẳng có ai, chắc cầu này chẳng có ai đâu. Sao ta lắc lắc á, sao máy mình chả phải nát nhỉ. Chơi có thỉnh hay sao này. Đây thỉnh này. Marked an airdrop. Sao ấy? Sao có mẹ gì? Vẫn có cái gì không? Không có gì, tao đi đi. Ừ tao lại mày, sao không ra cái ốp đi. Mẹ ốp làm gì, mới 24 còn đòi ốp nữa, đậu phộng. Mình đang không có cốp này, ở cái cốp 6 nữa thì ngon. Á, à, mày thằng Swag kia này nhảy xuống kìa. Ê, ê, ê. Watch out. Watch out. Ê, có người trong đây anh em ơi. Mark the location. Người trong đây nhá, có người trong đây, có người trong đây. Quá luôn. Đồ đấy thôi, không có nộ quá ấy, thì mày thằng kia. Enemies ahead. Enemies ahead. Nia luôn à? Nào, từ từ thôi đi mẹ. Ngồi im. Ơ đi mẹ thằng khôi này. Mẹ mày. Đang thằng còn nôn còn chửi á. Thì mẹ đang cứu thì còn di chuyển. Ôi giời ơi, cả máu. Ôi, sắp chết rồi. Bình tĩnh đi. Mẹ di chuyển cái gì? Cứu em. Mẹ mày. Con đây. Nhìn nó chặt kia cứu thì cướp được, định mệnh cứu đang cứu này di chuyển. Ơ số 4 chết rồi à? Ơ mà đang giờ đang cứu mà ấy là bị mất nhỉ? Mình đang cứu nó di chuyển nè, nếu cứu được. Nhiều thằng nào có ấy anh em ạ. Ô X6. Đâu X6 đâu cho tao nào. Nhiều có X6 anh em ạ. Nhiều có X6 nhở. Bạn nào dưới X6 không cho mình với. Dưới 6 hay 3 cho mình mà. No. Không có, ok bạn ơi. I'm really sorry. Có cái bạn kêu. Ơi, sao bạn? Nó không có súng. Không có súng đâu. Còn tiếng chân kìa bạn ơi. Rồi bốt. Yep.
Không ai đều à? Hoàn thành hướng 280 bạn nhé. Ok bạn ơi. Cổ top 1 luôn cho bạn Khôi. Phải cứu bạn Khôi không kịp. Bạn Khôi mất nhiều máu quá. Nằm im một chỗ thì còn cứu được, các bạn vừa bò vừa di chuyển không cứu được. Thính này anh em chuẩn bị đặt thính nhá. MK này, bạn nào bắn MK bắn đi nhé. Bạn nào bắn. Bài cam thỉnh anh em nhé. Không, tôi có X8 rồi mọi người. Rồi, thì mẹ vào mẹ bò đi. Bò xa. Chiếu mỗi cốp 3 và cốp 6 thôi không ạ? Bắn cốp 4 không quên. Xin X8 kìa. Thank you. Còn khoảng 2 team nữa. Dự trong khu nhà này lắm các ông ạ. Cẩn thận nhá. Tầm đấy. Bo nó bé. Ở tiếng xe này. Tiếng xe kìa. Nhà bên này rồi. Mark the location. Anh em máu nước đầy đủ nhá. Team kia khỏi hiểu còn 4 thằng ạ. Thì người trốn đâu hết rồi. I got supplies. Ừ, hai team bắn nhau rồi ơi. Đoạn này. Location. Nhìn này, địch mạnh ngũ ba. Nhìn này, ngũ ba ơi. Một thằng bay ngũ ơi. Đây nhá, nhà này có một thằng nhá, nhà này. Mark the location. Nó ngũ ba đấy. Anh em công không? Bắn không? Mình đang trong bo cần gì công? Đứng dậy nó chào mình chứ. À, khói lên đây. Chào mình tin áp à? Stay alert. Ok. Đây có thính này. Mark. Nhà đóng ngoài bo anh em nhá. Cam bo nó này.
C nó bắn cho nát hết rồi ạ. Đây cả nó thằng nó chạy ở trong cái chỗ bom khói. Ủa đúng rồi, khói này chạy phải này. Thứ 75. Ok bạn ơi. Đây xe này. Để bên phải mình nhá, nó ném khói nó chạy đấy. Bọn này chắc hay nhỉ. Bọn này nắm cỏ anh em nhá, cẩn thận đấy. Có cả luôn. Enemies ahead. Có mây ý. Mẹ thằng sắn thế này. Hai bạn ơi. Stay alert. Nhà mình bó đẹp đấy. Số 2 cẩn thận, số 2 cẩn thận. Ở đấy trồng lắm đấy. Số 2 cẩn thận nhá. Số 2 cẩn thận đấy, chú ý trồng lắm đấy, không nhìn thấy gì đâu. Enemies ahead. Trước mặt mình chắc tầm 2 thằng thôi. Tản ra nếu không một bom là chết cả lũ nữa. Mẹ bọn này nằm cọp ghê thế nhỉ. Bo vào rồi có chạy bo không các em? Fall back to safe zone. Ok ông ơi, cam bọn này á. Đây đây chạy rồi. Đây ông ơi. Marked a location. Marked a location. Nó nằm cỏ đấy nhá. Chưa chết nhỉ? Stay alert. Hôm nay bó thu đủ chết rồi. Giờ nó chết thì đi anh em, trong bo mà. Thoải mái đi. Chết bo chưa cao? Chết rồi đúng không? Chưa. Sau có người đấy, lại có thằng đi xe ấy. À, đây ông ơi. Marked a location. Nằm bo với chúng tôi này. Nằm bo với chúng tôi này. Khói rồi. Tinh nhỉ. Thằng kia vẫn chưa chết đúng không? Thằng ở ngoài kia chết rồi đúng không? Nâu thế rồi, không chết. Bo đâu thế này. Chết rồi.
Còn một thằng thôi, anh em đi xe đi săn nó. Đi. Đi xe săn nó các ông ơi. Số 3 đi không? Nó bắn nổ xe thôi nhá. Form up on me. Không sao, tin tôi đi. À đây 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 thầy 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 đây 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 trước mặt mình. Anh ơi, trong khu đoạn này đây 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 thầy thầy. Ok ông ơi. Hay quá. Tôi một rồi.